Dạ không có gì đâu anh chị ạ. À, anh quên mất, anh chẳng có gì, của ít lòng nhiều nhá. Chị hiểu rồi, tiền trao trào múc em nhá. Ôi dồi ôi. Thôi thì lỡ rồi, tiền vàng như nước em nhá. Anh cảm ơn. Thôi, anh em uống nước đi. Chứ cả đời thằng Mạnh mới mời được một cốc nước. Không uống nhanh nó đổi ý đi. Ừ, đấy, uống đi anh ạ. Ừ. Ủa, nước gì mà ngắn nước ốc thế này. Em ơi, cho anh xin ít đường hay lấy sữa vậy. Chứ em bên em không có được sữa đâu ạ. Quán của em thì trong người tiểu đường mà chị. Anh thanh tịnh thôi, cho nó heo thì. Thôi, người ta nói đúng rồi đấy. Uống nhạt thôi cho đỡ tăng cân. Ưu, nước gì mà mặn vậy. Như kiểu đổ cả gói gia vị vào ý. À đúng rồi đấy anh ơi. Quán của em thì trong người thiếu yếu đấy anh. Ui ơi. Thế còn cốc này, nước gì mà chua thế? Quán của em dành cho cả người phụ nữ có thai anh ạ.